Cô ấy chu mỏ làm gì vậy chú? Anh sẽ nói gì với người yêu anh mỗi ngày? Cho anh 1 phút một ngày được không? 1 phút một ngày á? Lâu quá anh ạ. Anh không nói những lời lấy lòng em được, chỉ biết trân trọng em mỗi phút giây. Anh biết ơn em vì đã rời xa bố mẹ để sống với một người xa lạ là anh. Khi còn con gái, em phải tự trang điểm cho mình. Giờ đây em chỉ cần ngồi đó để anh vẽ những nét đẹp nhất của em ở trong lòng anh. Có thể trong mắt người khác em kém hơn so với Tây Thi. Ai nói cũng kệ, bởi anh biết em đẹp nhất thế gian này nên anh mới chọn em. Trước khi đi ngủ, em có thể mang theo mệt mỏi và ưu phiền ở ngoài kia về nhà. Chỉ cần có cây lược trong tay, đôi tai biết lắng nghe cùng trái tim thấu cảm, anh sẽ chải sạch mọi phiền não trong em, tặng em món quà là giấc ngủ yên mỗi tối. Em hỏi, sao anh lại chăm sóc em như vậy? Vì nếu anh là một thì em là một nửa của anh đó, em biết không? Anh đang chăm sóc một nửa của mình ở trong em. Khi em cảm thấy vui vẻ, cảm thấy được quan tâm, được sẻ chia, như vậy anh đã là một nửa của mình trong em hạnh phúc rồi. Một nửa còn lại trong anh thì em chăm sóc nhé.